Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm thú vôi con đây các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Mình sẽ tô màu sản phẩm con cừu vui vẻ các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm con đà điểu các bạn ơi. Như vậy là sản phẩm con cừu vui vẻ của mình đến đây là kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Đây là sản phẩm chú voi con của mình, đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn. Sản phẩm con đà điểu của mình cũng đã hoàn thành. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình nhấn like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu là sản phẩm con lợn nha các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm chuồn chuồn nha, sản phẩm chuồn chuồn.
Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm thỏ mẹ các bạn ơi. Như vậy là sản phẩm chuồn chuồn của mình đến đây là kết thúc rồi. Mày xin chào tất cả các bạn nha. Còn đây là sản phẩm con lợn của mình, đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn. Các bạn thấy sản phẩm thỏ mẹ của mình có đẹp không? Hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình xin chào tất cả các bạn.